Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa vì bao điều kỳ diệu Chúa đã làm nơi giáo phận suốt 50 năm qua. Nhận biết tình yêu quá đỗi lạ lùng của Chúa, ước gì lời tạ ơn của chúng ta thấm đập tình yêu nồng nàn từ con tim và biểu lộ cụ thể bằng cuộc sống đức tin bừng cháy. Năm Thánh cũng là thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi đã phạm trong quá khứ và hiện tại đối với anh em đồng loại. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Mân Côi, xin Chúa dẫn đưa toàn thể giáo phận đi vào năm thắm với từng con tim bừng cháy niềm vui. Vui vì hồng ân đức tin Chúa ban, vui vì luôn có Chúa hiện diện trong đời, vui vì được sống trong gia đình giáo phận hiệp nhất yêu thương, là cái nôi để sống và vun trồng đức tin. Tạ ơn Chúa, chúng ta cũng cảm ơn bao người đã cộng tác với Chúa để chúng ta có được gia sản đức tin quý giá ngày nay. Xin Chúa đổ đầy ân sủng trên tất cả chúng ta trong năm tháng này, để đời sống chúng ta ngày càng trở nên chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đời, giúp nhiều người tin Chúa và yêu mến Chúa hơn. Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng hướng về tiền đường nhà thờ để tham dự nghi thức khai mạc năm thánh. Kính mời đoàn rước tiến bước.
Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Giám mục làm phép hai dải cờ. Một dải 100 mét vuông là bội số của 50 sẽ tung bay hôm nay, nói lên ân phúc chan chứa của 50 năm khổng ân. Và dải kia 500 mét vuông được tung bay ngày bế mạc, biểu trưng những bước chân hy vọng của giáo phận đi về tương lai. Lòng quân xin Chúa chúc lành cho những thái cờ nhân dân cha và con và thánh mặt trời đều nằm. Cha truyền cho dải cờ này bay lên để tôn vinh Chúa là cha chúng ta. Bằng một tình yêu hết sức nhiệm màu. Giờ đây, xin Chúa dạy dỗ chúng ta bằng lời của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng.
người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày nghỉ lễ, người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách, người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức giàu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, khuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù đờ trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệp đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, năm thánh mừng kinh thánh giáo phận là thời gian đặc biệt để chúng ta chúc tụng về tình yêu lạ lùng Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa Cha đã sáng tạo muôn loài và đã sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để khai mở cho nhân loài kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu độ. Trong bầu nhiệm nhật thể, Đức Kitô đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngài hiện diện giữa dòng thời gian để thánh hóa thời gian. Ngài đến để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và cho chúng ta được thông dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết tận dụng thời gian hồng phúc này để canh tân đời sống đức tin trong nỗ lực hòa giải với Chúa và với tha nhân, đồng thời cộng tác với Chúa Giêsu để mang lại sự tự do cho mọi người, góp phần làm cho giáo phận chúng ta ngày càng trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa cộng đồng nhân loại. Giờ đây, Đức ông Tổng đại diện sẽ đọc sắc lệnh của Tòa ân giải tối cao về việc Tòa Thánh chấp thuận cho giáo phận Xuân Lộc cử hành năm thánh. Sắc lệnh Tòa ân giải tối cao. Tòa ân giải tối cao văn thư số 597 trên 14 trên 1 ngày 22 tháng 7 năm 2014 được sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Phanxicô và vì Ngài sẵn sàng bày tỏ lòng từ ái hiền phụ, Tòa ân giải tối cao cho phép cử hành năm thánh trong giáo phận Xuân Lộc có kèm theo ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn toàn xá này được ban vào những ngày ấn định như trong đơn xin cho các tín hữu thật lòng thống hối và được lòng mến thúc đẩy, hoặc cũng có thể chỉ ơn ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục theo cách thức chuyển cầu khi hành hương kính viếng nhà thờ chính tòa hoặc một nhà thờ khác được chỉ định trong năm thánh này: nhà nguyện giám mục, nhà thờ do các cha quản hạt phụ trách, nhà thờ tân triều và tại đó sốt sắng tham dự một buổi cử hành năm thánh, hay ít ra dành một khoảng thời gian thích hợp để suy niệm đạo đức, rồi kết thúc bằng kinh lạy cha, kinh tin kính và các lời cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Những người già, người bệnh và những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà cũng được lãnh ơn toàn xá nếu gớm ghét tội mình đã phạm và có ý chu toàn sớm hết sức ba điều kiện thông thường, đồng thời theo dõi các thiêng liêng các cử hành hay các cuộc hành hương trong năm thánh để nhờ Đức Maria dâng lên Thiên Chúa tử bi các kinh nguyện và đau khổ của mình.
Vì thế, để việc chạy đến Ngài xin lòng thương xót thứ tha của Chúa qua quyền đóng mở của Hội Thánh được thể hiện cách dễ dàng hơn trong công tác mục vụ bác ái, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết kêu gọi vì xá giải của giáo phận và các linh mục được trao năng quyền giải tội, hãy niềm nở và quảng đại ban phép giải tội và kiều mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Cầu mong mọi người hiền diện được an lành trong suốt năm thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc. Sắc lệnh này có giá trị trong suốt năm thánh của giáo phận, bất chấp tất cả những gì trái ngược. Hồng y của giáo hội Roma Morus Piacenza, chánh án tòa Ân Giải Tối Cao, ấn ký. Giờ đây, Đức Giám mục giáo phận công bố khai mạc năm thánh tại giáo phận. Tôi Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, do thẩm quyền tối cao của Mẹ Hội Thánh được đặt làm giám mục giáo phận Xuân Lộc, nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô và với quyền được trao, tôi công bố khai mạc năm thánh trong giáo phận bắt đầu từ hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2014 đến cuối tháng 10 năm 2015. Xin mọi người biểu lộ bằng niềm vui bằng một tràng pháo tay. Thank you.
giám mục quỳ gối cầu nguyện cho mình và cho toàn thể dân thánh. Chúng ta cùng thinh lặng hợp lòng cầu nguyện với Ngài. Thống hối để hòa giải với Chúa, với nhau là hành động thiết yếu phải làm trong năm thánh. Đức giám mục làm phép cho rồi sức trên mình và trên đại diện các thành phần dân Chúa, diễn tả lòng thống hối của từng người và toàn thể giáo phận. Chúng ta thinh lặng cúi đầu hiệp lòng thống hối. Xin Chúa chúc lành cho này nhân trên Cha và Con và Thánh Thần. Đây là đại diện của các thành phần trong giáo phận đón nhận cho trên đầu, tỏ dấu hiệu thống hối của toàn thể giáo phận. Giờ đây, Đức giám mục khôn kính thánh giá đứng cứu độ trần gian, đứng đã đến khai mở năm hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại. Chính Đức Kitô mà giờ đây Đức giám mục là đại diện hữu hình của Ngài, dẫn dắt dân Ngài vào năm thánh, dẫn họ tiến tới ngai tòa Thiên Chúa, nguồn mạch ân sủng. Cha quản hạt Xuân Lộc, người được Đức Cha ủy quyền chăm sóc nhà thờ chính tòa, nâng thánh giá để Đức Cha vô kính. Và giờ đây, Đức Cha sẽ dẫn đoàn dân Chúa bước vào nhà thờ để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tiến tới ngai tòa của Thiên Chúa nguồn ân sủng.
đồng nội. Giờ đây Đức Cha Phụ Tá sẽ đọc lời của Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng giáo phận. Sáng sớm hôm nay, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh, đã gửi đến giáo phận sức nhật của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Được thông báo về năm Thánh Kim Khánh của giáo phận Đức Cha, Đức Thánh Cha Francisco thông hiệp với niềm vui và lời kinh tạ ơn của Đức Cha, của các giám mục, của các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân. Lễ mừng Kim Khánh được cử hành với chủ đề Gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu sống trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Hãy sốt sắng canh tân và loan báo tin mừng trong cuộc sống của giáo phận. Với sức mạnh của bí tích thánh thể, mọi người hãy gia tăng và tìm kiếm tình hiệp thông luôn thêm sâu đậm với nhau và trong xã hội để trở thành chứng nhân loan báo tin mừng giữa anh em mình. Đức Thánh Cha khích lệ toàn dân môn đệ Chúa Kitô hãy là người kiến tạo hòa bình và hòa giải trong gia đình và ngoài xã hội. Trong khi phó dâng công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận vào sự che chở hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Đức Thánh Cha vui lòng ban phép lành tòa thánh cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ, chúng sinh và mọi tín hữu tham dự vào việc cử hành năm Kim Khánh. Ngày 4 tháng 10 năm 2014, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh, cũng hiệp lòng chúc mừng toàn thể giáo phận nhân dịp cử hành năm Thánh Kim Khánh này. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Và giờ đây kính mời cộng đoàn đứng. Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời tiên sứ truyền tin cho chúng con biết thần Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyên cầu, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người ăn sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ xuống khỏi núi gọi là núi Cây Dầu mà trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem bằng quãng đường được đi trong ngày Sa-bát. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác nơi Phê-rô và Gioan, Gia-cô-bê và An-phê, Phi-líp-phê và Tô-ma, Bartolomeo và Mát-thê-ô, Gia-cô-bê con ông An-phê và Simon Zelote và Giu-đa con ông Gia-cô-bê trú ngụ. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ và bà Maria mẹ Chúa Giêsu với các anh em người. Đó là lời Chúa. Thế nên
bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế Đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isabê chị họ bà đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được, Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Sau gần 4 năm chuẩn bị và mong đợi, ngày vui ấy rồi cũng đã đến. Ngày chúng ta hân hoan họp nhau trong ngôi nhà thờ mẹ của giáo phận để cử hành lễ mẹ rất thánh Mân Côi, khai mạc năm thánh, mừng 50 năm thành lập giáo phận.
cộng đồng tham dự hôm nay, tôi thấy có Đức Cha Tôma, Giáo phận Phụ Chu, Đức Cha Phêrô, Nguyên Giám mục Phú Cường, Đức Cha Giuse, Đức ông Tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha tu sĩ nam nữ chúng sinh và đông bảo anh chị em giáo hữu giáo phận. Và tôi cũng biết rằng còn rất nhiều anh chị em tín hữu khác ở trong nước cũng như ở hải ngoại giờ đây đang theo dõi thánh lễ qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Tôi muốn nói với anh chị em rằng không có hình ảnh nào đẹp hơn, cụ thể và sống động hơn để diễn tả mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội bằng cử hành mầu nhiệm thánh thể này. Hình ảnh này làm cho tôi liên tưởng tới cộng đoàn các tông đồ đang họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly cùng với Đức Maria vào ngày lễ Ngũ Tuần, để chờ đón một điều kỳ diệu Thiên Chúa sẽ thực hiện cho họ, cũng như cho dân của Người. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ và bà Maria mẹ Chúa Giêsu với các anh em của Người. Điều kỳ diệu ấy hôm nay Chúa cũng đang thực hiện cho chúng ta. Ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài ban Thánh Thần cho chúng ta để dẫn chúng ta bước vào năm thánh, năm hồng ân của Chúa. Trong lá thư gửi đến anh chị em ngày 15 tháng 9 năm 2014, tôi đã báo tin cho anh chị em biết. Ngày 22 tháng 7, 2014 vừa qua, Tòa Thánh đã ký sắc lệnh cho phép giáo phận chúng ta mở năm thánh mừng Kim Khánh Giáo phận 1965-2015 với tất cả phúc lành và ân xá kèm theo. Nghĩa cử ưu ái này của Đức Thánh Cha vừa tăng thêm bầu không khí thánh thiện khôn tả bao trùm các sinh hoạt của giáo phận, vừa biến năm Kim Khánh thành ngày cứu độ, giúp chúng ta nỗ lực hoán cải đời sống hầu xứng đáng đón nhận thêm muôn phúc lành của Thiên Chúa. Thật vậy, năm thánh này sẽ là năm hồng ân của chúng ta, vì với thời gian thánh này, với những nghi lễ phụng vụ được cử hành vào những ngày ấn định trong năm, sẽ giúp chúng ta sống hiệp thông sâu xa hơn với Chúa và với nhau. Sự hiệp thông này sẽ là cái máng thông truyền ơn Chúa không ngừng tuôn đổ dồi dào xuống trên từng người, từng cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong giáo phận chúng ta. Mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, chúng ta được mời gọi đọc lại chặng đường lịch sử đã qua dưới cái nhìn của đức tin, để nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Từ một giáo phận mới được tách ra khỏi giáo phận mẹ Sài Gòn ngày 14 tháng 10 năm 1965, với số giáo dân ban đầu là 164.144 người thuộc ba tỉnh Long Khánh, Biên Hòa, Phước Tuy và thị xã Vũng Tàu. Vậy mà sau gần 50 năm, dù đã có thêm một giáo phận mới là Bà Rịa,
chúng ta vẫn có số giáo dân đông đảo là 921.489 người, 8 giám mục, 552 linh mục triều và dòng, 744 chúng sinh tu sinh và dự tu, 75 dòng tu với 1.858 tu sĩ nữ và 274 tu sĩ nam. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tất cả cảm nhận một cách sâu xa tình Chúa đang ấp ủ giáo phận. Bàn tay quan phòng kỳ diệu và mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và dìu dắt giáo phận qua mọi biến cố thăng trầm của dòng lịch sử. 50 năm sống trong phúc lộc của Chúa, chúng ta không thể quên lãng công ơn của các nhà truyền giáo đã đem tin mừng của Chúa đến cho quê hương đất nước chúng ta. Các anh hùng tử đạo, trong đó có 117 vị tử đạo đã được tôn phong hiển thánh. Đặc biệt, Thánh Phaolô Trần Văn Hành, một người con của giáo xứ Tân Triều, đã hy sinh mạng sống vào năm 1859 để làm chứng cho niềm tin bất khuất và để lại cho con cháu những mẫu gương sáng chói. Chúng ta thành kính khắc ghi công đức và sự đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân, của các đức giám mục Giuse, Lê Văn Ấn, Đa Minh, Nguyễn Văn Lãng, Phaolô, Maria. Cha Chính Cố Giuse, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, chúng ta bày tỏ lòng tri ân thảo hiếu đối với các ngài bằng cách phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của các ngài và tiếp tục chung tay xây dựng giáo phận thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, cộng đoàn chứng tá của tin mừng. Vì người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Như thế, khi cử hành 50 năm thành lập giáo phận, chúng ta không chỉ cảm nhận sâu sắc tình Chúa, tình người, nhưng còn làm tươi mới sứ mạng chúng ta đã lãnh nhận trong ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy, sứ mạng loan báo tin mừng. Tôi cũng mời gọi anh chị em xem xét lại đời sống đức tin của từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Dưới ánh sáng của tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh, rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với lời Chúa dạy. Nhờ sự hoán cải nội tâm và không ngừng canh tân đời sống, giáo hội nói chung và giáo phận chúng ta nói riêng sẽ tìm lại được tính năng động trong đời sống đức tin, tinh thần hợp tác khiêm tốn và xây dựng, tình đoàn kết yêu thương và tha thứ, để trở thành dấu chỉ ơn cứu độ của Đức Kitô và chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người. Theo gương Đức Trinh Nữ Maria và hãy nghe lời người mời gọi, cải thiện đời sống, siêng năng đền hạt bên côi, tôn sùng trái tim vạn sảnh Đức Maria, để mỗi người và mọi người phải làm cho ân huệ thiêng liêng mà chúng ta đã nhận lãnh trong dịp mừng Kim Khánh này sinh hoa kết quả, để phục vụ tha nhân
và xây dựng toàn thể cộng đồng bằng tinh thần khiêm tốn chân thực và tình huynh đệ tươi vui, luôn quan tâm giúp đỡ những người nhỏ bé, yếu kém nhất, nghèo khổ nhất và khốn cùng nhất. Để đạt những điều nói trên, chúng tôi mời gọi anh chị em sống chủ đề mục vụ năm nay, cũng là năm thứ năm trong chương trình ngũ niên, gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể. Vì thánh thể là điểm đến tràn đầy hoan lạc của chặng đường 4 năm vừa qua chuẩn bị mừng Kim Khánh, đồng thời là điểm xuất phát vững chắc, chan chứa niềm vui và hy vọng cho hành trình nhiều năm tiếp theo. Anh chị em hãy dành nhiều thời gian học hỏi về thánh thể và siêng năng đến với Chúa Giêsu thánh thể để được nuôi dưỡng và phát triển đời sống thiêng liêng. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Minh Côi và các thánh tử đạo Việt Nam chúc lành cho giáo phận chúng ta, xin người tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong giáo phận, để nối kết mọi người trong tình yêu thương hiệp nhất trong sứ vụ loan báo tin mừng. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Em thân mến, Thiên Chúa nhân từ đã ban Đức Maria đầy tràn ân sủng nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô trong điểm hân hoan cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh mừng Kim Khánh giáo phận. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa thánh thần đã đến với bạn, xin cho Đức Thánh Cha các đức giang hồ, các linh hồn luôn đầy dạng Chúa thánh thần, để nhờ đời đây khôn ngoan và đời sống thánh thiện của các ngài, thiên đức tin nhân Chúa ngày càng thêm vững mạnh. Xin Chúa đời chúng con. Đức Maria là mẫu gương hòa bình, hiệp đồng đức thánh cha. Chúng ta cầu xin Chúa ban hòa bình cho những nơi trên thế giới đang bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực, nhất là các Kitô hữu đang chịu bất hại vì đức tin tại Hy Vân, được cảm thấy Chúa luôn hiện diện đến. Xin Chúa như là
toàn năng nhờ lời chuyên cầu của nữ vương ra thanh vân côi, xin cho toàn thể giáo phận chúng con khi cử hành năm thánh này gửi cho niềm vui và sùng mộ ngày càng sống thanh thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin dâng lên tai hòa niềm Chúa để bao công lao dài dầu năm
Anh chị em hãy cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa là đi lễ ở đây ra để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng mà lễ hội thánh người. Lạy Chúa, xin biên đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với yên lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những bầu nhiệm cuộc đời con một Chúa hầu đang hưởng những phúc lộc người đã ước ban người hằng sống và hiền trí muôn đời. Amen. Chúa thật là chính đáng phải ra và đem lại ơn cứu độ cho chúng con trong ngày lễ Đức Maria đã thánh mất tôi. Chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tụng hô Chúa. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con của Chúa và đã chiêu giải vào phê ra thánh sanh vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quán thần thờ lạy, các quán thần kính sợ Thiên Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các đàn sơn bên đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành thần tin xưng rằng: yeah.
Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái được ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con được cử hành bí tế thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người, hầu đang được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiên trí muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, cha tổng đại diện công bố các nhà thờ, nhà nguyện được chọn làm các địa điểm hành hương trong năm thánh này. Trong năm thánh Kim Thánh Giáo Phận, mọi người tín hữu đến hành hương được lãnh nhận ơn toàn sáng, miễn là giữ các điều kiện thông thường mà hội thánh đã ấn định. Thứ nhất, tại một trong 14 nhà thờ chỉ định: một, nhà thờ chính tòa Xuân Lộc; hai, nhà nguyện tòa Giám mục Xuân Lộc; ba, nhà thờ Tân Triều Giáo hạt Tiên Hòa, quê hương thánh Phaolô Hạnh; bốn, nhà thờ Tâm Hòa Giáo hạt An Bình; nhà thờ Biên Hòa Giáo hạt Biên Hòa; sáu, nhà thờ Ninh Pháp Giáo hạt Gia Kiệm; bảy, nhà thờ Tiên Chu Giáo hạt Hòa Thanh; tám, nhà thờ Bắc Hải Giáo hạt Bố Na; chín, nhà thờ Liên Kim Sơn Giáo hạt Long Thành; 10, nhà thờ Bùi Chu Giáo hạt Phú Thịnh; 11, nhà thờ Phú Lâm Giáo hạt Phương Lâm; 12, nhà thờ Bắc Thần Giáo hạt Phước Lý; 13, nhà thờ Tân Mai Giáo hạt Tân Mai; 14, nhà thờ La Ngà Giáo hạt Túc Trưng. Thứ hai, cùng với 14 nhà thờ trên, tòa ân giải tối cao còn ban cho các nhà thờ giáo xứ, nhà nguyện dòng tu có nhà mẹ tại giáo phận Xuân Lộc được cử hành nghi lễ khai mạc vào ngày mồng 5 tháng 10 năm 2014 và ngày bế mạc năm thánh vào cuối tháng 10 năm 2015 cũng được hưởng ơn toàn xá. Hơn nữa, trong suốt năm thánh từ ngày hôm nay đến ngày kết thúc, các từng người, từng nhóm, từng hội đoàn và các tập thể, nhất là từng gia đình đến hành hương tại một trên trong 14 nơi chỉ định này, trong mọi ngày đều được hưởng ơn toàn xá. Giờ đây, Đức Giám mục Giáo phận trao cho các linh mục phụ trách các nhà thờ, nhà nguyện được chọn hành hương trong năm thánh. Sắc lệnh của Tòa ân giải tối cao, trong đó Ngài Giáo hội mở rộng kho tàng ơn sủng cho con cái trong năm tháng này. Ngọn nến cháy sáng, biểu trưng cho ánh sáng đức tin chúng ta đã đánh nhận, phải được khơi sáng đặc biệt trong năm thánh để tỏa sáng giữa lòng đời. Qua nghi thức này, Đức Giám mục ủy cho các ngài hướng dẫn những ai đến hành hương để họ được hưởng dồi dào hồng ân năm thánh. Ước gì những nhà thờ này sẽ thu hút nhiều tín hữu từ khắp nơi đến kính viếng suốt năm thánh, kín múc ân sủng để canh tân đời sống đức tin, đặc biệt từng gia đình biết sắp xếp thời giờ và công việc, dành ít nhất một ngày nghỉ trong thời gian năm thánh đến hành hương tại một trong 14 nơi hành hương để tạ ơn và củng cố cuộc sống gia đình thêm yêu thương và thánh thiện hơn.
Kính mời cộng đồng đứng. Sau thánh lễ, chúng con kính mời Đức Cha Phụ Tá, Đức ông Tổng đại diện cùng quý cha quản hạt, cha xứ Tân Triều họp thành đoàn rước tiến về nhà xứ, như bước ra để đến các nhà thờ trao ban ân sủng. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em thân mến, xin Chúa ban cho chúng ta một thời gian đặc biệt của ơn thánh. Nhà thờ chính tòa nơi chúng ta cùng nhau họp để khai mạc năm thánh là dấu chỉ tòa nhà Thiên Chúa, tòa nhà không do tay người phàm làm ra. Đó chính là thân thể Đức Kitô mà chúng ta là những viên đá sống động, được dựng trên người là viên đá gốc. Khi tham dự cuộc hành hương năm thánh này, chúng ta được thúc đẩy từ bên trong để canh tinh tâm hồn, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô giờ đây trở về giáo xứ, về là gia đình, về là môi trường nghề nghiệp xã hội. Chúng ta hãy sống đức tin, vì chúng ta thực sự là dân đã được tuyển chọn, là tư tế hoàng vương, là dân thánh, dân được cứu chuộc, để chúng ta loan báo quyền năng của Chúa. Đấng đã kêu gọi chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi vào trong ánh sáng kỳ diệu của Người. Từ mọi dân tộc, Chúa đã chọn cho Chúa một thân biết tôn kính Chúa và thực thi những việc tốt lành. Xin Chúa ban Thánh Thần đánh động tâm hồn anh chị em, để anh chị em trung thành gắn bó với Chúa và mong muốn phụng thờ Chúa ơn. Chúa còn thương ban cho chúng ta năm hồng phúc này, nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương rất thánh Vân Côi. Xin Chúa đoái thương đổ tràn phúc lành trên anh chị em, để khi vui mừng trở về nhà, anh chị em biết dùng lời nói mà ca ngợi Chúa, và dùng việc làm mà công bố những kỳ công của Chúa cho mọi người. Xin mời các đức cha đồng đế cùng ban phúc lành. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là